Rồi em xin tổng chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho bà con một chiếc Thaco Photon ha. Đời 2008 nha mọi người. Xe còn khá là đẹp ha. Xe tải trọng của nó là 1 tấn 85 nha. 1 tấn 80. Mọi thông tin mà con liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0988 454 318 nha, để có giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người ha. Xe hiện tại là mới vừa về luôn ha. Em mới vừa rửa nó ha, để lên sóng cho bà con cùng xem nó như thế nào nha. Mọi thông tin mà con cứ liên hệ sớm nha, để có giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người nha. Vỏ lớp thì còn 80-85% nha mọi người. Xe thùng sàn rất là đẹp ha, thùng nó mững mở nha, sắc xi liền là không gãy không mục mọt nha. Em sẽ quay chi tiết tổng thành để giới thiệu cho bà con cùng xem nó như thế nào nha. Hướng này thì nói chung nó hơi tối nha, cho nên là em sẽ quay bên phía bên này để cho nó sáng hơn cho bà con cùng nhau tôi thấy nó như thế nào ha. Đây ha, sắc xi còn rất là đẹp ha. Xe hiện tại đang ở Đồng Nai nha, Tân Phú Đồng Nai ha. Địa chỉ của em là 125 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai ha. Hiện tại xe mới vừa về ha. Xe giá cần ra đi là 86 triệu nha bà con. 1 tấn 80 ha. 1 tấn 8, 50 kg nha mọi người. Sắc xi liền lạc ha, không gãy không một mọt nha mọi người. Đầu số xe rất là êm ha, xe máy khá là mạnh ha mọi người ha. Tại bên em còn khá là nhiều xe ha, mong bà con sẽ ủng hộ em ha, và đừng quên đăng ký kênh ha, đăng ký kênh ủng hộ em để nhận được những cái video mới nhất nha mọi người. Em giới thiệu về tất cả các dòng xe luôn ha, từ xe tải, xe khách đến du lịch ha mọi người ha. Bên em cũng có trao đổi ha, mua bán ha, tất cả các loại ô tô cũ đó qua sử dụng nha mọi người. Bà con nào có giá, có cái xe nào đó không chạy hay là mình cần trao đổi thì cứ alo sớm cho em ha, em sẽ có cái giá cực kỳ hợp lý để cho mọi người cùng thương lượng và trao đổi với anh em ha. Xe sexy còn khá là đều ha, còn bị gãy nha mọi người. Thùng sàn nằm vững mở ha. Sắc xi liền lạc nha. Thùng còn khá là đều ha. Nằm vững mở. Gì trời. Rồi em sẽ lên cái phần nội thất để cho bà con cùng xem cái phần nội thất nó như thế nào nha mọi người. Nội thất xe thì nói chung ghế thì nói chung nó cũng bị rách ha. Cái phần này thì nói chung bà con nào mua thì em sẽ làm lại cái phần rách này thôi ha. Xe máy móc khá là ok nha mọi người, máy khá là khỏe ha. Em sẽ lên đề máy thử cho bà con cùng nghe âm thanh tiếng máy nó như thế nào ha. Tắp bi tắp lô xe còn khá là đều, khá là đẹp nha mọi người. Đây là phần cabin ha mọi người ha. Mấy chị gắt cái phần ghế ngồi này ha, với lại bên ghế tài. Còn phần dựa lưng còn rất là đều, rất là đẹp nha. Thì nói chung là xe mới về cho nên em cũng chưa có kịp dọn cho nó sạch sẽ lại ha. Mong bà con sẽ thông cảm cho em nha. Rồi em sẽ lên cái phần bên tài để cho bà con cùng xem nó như thế nào nha. Lấy đá chim cái bánh sao dùm cho anh Hằng hả?
xe nhất khác là nổi nha bà con, tay lái rất là nhẹ luôn ha, tay lái trợ lực khá là nhẹ luôn. Nói chung cabin nội thất còn cũng khá được, những cái phần nào nó bị rách nó không có còn bà con yêu cầu thì em sẽ thay đổi cho bà con ha. Nên là xe máy móc nó khá là êm, em ra phía ngoài cho bà con cùng nghe âm thanh máy móc như thế nào nha. Cầu số công nghệ Isuzu nha mọi người. Xe cho nên là con số nó khá là ngọt ngào và khá là êm ha. À, con cứ nhanh tay gọi điện cho em để sở hữu ngay cái con xe này ha. Rồi ha, cũng qua đây em xin chúc toàn thể anh chị em bà con có thật nhiều sức khỏe ha, và có công việc làm ăn thuận lợi ha. Rồi ha, em xin tổng chào tất cả anh chị em bà con nha. Hẹn gặp lại anh chị em ở cái video mới nhất nha. Rồi xin chào tất cả bà con.